được một cái tô cháo thịt bò nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn cả nhà ơi. Trang xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Thùy Trang GB. Cả nhà ơi, Trang mời cả nhà cùng vào bếp làm với Trang cái món cháo thịt bò. Đây là 200g thịt bò nè, Trang bằm nhuyễn và mình ướp vô hạt nêm tiêu vài tí xíu muối, chế chút xíu bột ngọt vào, chế xíu nước vào, mình quậy cho nó loãng ra. Bây giờ cái nồi cháo của mình nó cũng đã sắp nhừ rồi. Đây, thịt bò mình sẽ cho vào luôn. Quậy cho nó đều lên. Rồi mình sẽ nêm gia vị vào. Gia vị thì mình nêm gồm có hạt nêm cà no, muối, đường và tí xíu đường phèn. Quậy cho đều tan lên rồi. Mình cho chí xíu rượu. Đây là rượu ngọt, là cái loại rượu nấu ăn á cả nhà. Cho nó đừng có bị tanh cái mùi hôi bò á cả nhà. Rồi mình quậy đều tí xíu, mình cho vào là hành phi. Vậy là đã vừa ăn rồi đó cả nhà. Múc ra tô, cho thêm miếng hành ngò vào. Được một cái tô cháo thịt bò nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn cả nhà ơi. Trang xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Thùy Trang GB. Cả nhà ơi, hôm nay thì Trang mời cả nhà cùng dùng cái món cháo thịt bò với Trang nè. Vì Trang đang bị bệnh COVID nên Trang nấu cái món cháo thịt bò để mình ăn vừa bổ mà lại cho nó dễ tiêu nữa cả nhà. Thì nhà Trang thì hiện tại bây giờ nhà ba người đều bị nhiễm hết COVID rồi. Trang mời cả nhà hôm nay dùng với Trang cái món cháo này. Rồi mình ăn tráng miệng á, thì mình ăn với lại nho, với mình ăn cam để cho nó có sức đề kháng cả nhà. Cái giọng của Trang bây giờ nó đã khàn á, nó đau hết cổ họng luôn. Thì Trang đã bị nhiễm, ngày nay nữa là ngày thứ hai. Hôm qua thì Trang thấy cái cổ họng của Trang á, nó hơi hơi có triệu chứng là nó ngứa cổ, mà nó bị giống như nó muốn ho cả nhà, mà nó không có làm sốt. Trang cứ nghĩ là mình bị cảm sơ thôi, nhưng không ngờ là mình đã bị nhiễm COVID rồi cả nhà. Cháo thì bây giờ Trang múc ra tô nè, cho thêm tí xíu gừng vô ăn giải cảm mà lại ấm bụng, thêm chí xíu hành ngò. Giọng nói của Trang bữa nay là muốn tắt tiếng luôn á cả nhà ơi. Trang phải đeo cái mic vô để trò chuyện với cả nhà cho cả nhà nhà nghe, chứ nếu không thì cái giọng nó nhỏ lắm, cả nhà không có nghe rõ được đâu. Trang mời cả nhà nha, mời cả nhà dùng cháo với Trang nha. Con cũng ăn nữa hả? Mẹ lấy miếng cháo nó cho nguội cho con ăn nha. Nóng lắm, không có ăn liền được đâu. Nóng, 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 nóng. Ui, nóng. Mời cả nhà dùng với Trang. Thật ra cái cổ họng của Trang bây giờ nó đau, nó rát đó cả nhà. Mình ăn không có biết ngon miệng đâu. Nó bị giống như là nó bị mất vị giác vậy đó, ăn không có biết ngon. Nấu cái món gì vô mình nêm á cũng thấy không ngon hết trơn á. Phải để riêng một tí xíu nước mắm vậy nè, để mình cho thêm vào, để mình ăn để cho nó giống như nó đậm đà, để cho mình dễ nuốt cả nhà. Chứ thật ra mình ăn mà nếu mà mình nêm mặn quá thì cũng không có tốt cho sức khỏe nữa. Con chờ nguội đi rồi con ăn nha. Tội nghiệp quá. Cả nhà biết không? Con trai Trang đi học ở trong trường á. Trong trường có bạn bị nhiễm. Thì con trai Trang về nhà 2 ngày sau lại bị nóng sốt. Rồi đi bệnh viện khám á, test thì đã bị nhiễm. Vừa biết xong thì qua tới ngày thứ ba của con trai Trang, ngày thứ ba là ngày đầu tiên Trang bị rát cổ họng nè, Trang bị khàn giọng nè, ngứa cổ, ho, nhưng mà không hề sốt, không hề mệt mỏi gì hết. Đến ngày thứ hai là ngày hôm nay nè, cả nhà biết ha, Trang rất là đuối luôn. Trang sốt sốt lên, mới đầu buổi sáng sớm thì Trang sốt khoảng 37 độ mấy nha, cũng còn nhẹ nhẹ, cho đến chiều chiều tối á, nó lên 38 chấm mấy luôn á. Cái độ nó càng tăng cao dần á cả nhà. Thì ở bên Nhật này, nếu mình đi bệnh viện khám á, thì bác sĩ cũng cho mình thuốc hạ sốt với lại thuốc giảm đau cơ thôi, chứ cũng ngoài ra cũng không có cái gì khác, không có thuốc gì khác đâu cả nhà ơi.
Như những cái thuốc này nè, của bác sĩ cho nè, là thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt với lại thuốc giảm đau. Giảm đau với lại nếu mình ho thì mình báo với bác sĩ là mình có ho thì bác sĩ cho mình thuốc ho thôi cả nhà. Chứ ngoài ra không có thuốc gì khác nữa hết á. Ăn cháo nêm tí xíu nước mắm vô nhưng mà nó vẫn lạc cả nhà. Tại vì cái miệng của mình á, mình bị bệnh này, COVID này, nó bị mất vị giác, ăn không có biết ngon. Cơ thể của Trang á, hiện tại bây giờ nè, Trang trò chuyện với cả nhà thì cơ thể của Trang nhiệt độ bây giờ nó là 38 độ. Rất là nóng. Trong người Trang nó rất là nóng luôn. Cái da mặt của Trang là cả nhà nhìn thấy nó đỏ lên luôn á. Bởi vì mình đang sốt á, đóng sốt. Mà ở trong thì nóng nhưng mà bên ngoài á, ớn lạnh cả nhà. Ớn lạnh, lạnh lắm. Lạnh mà Trang nổi da gà luôn á. Nhưng mà Trang phải mặc những cái áo cho nó thoáng ra, chứ Trang không có dám là giống như nhiều người á, là sốt, nóng sốt, thấy là lạnh trong người quá, nằm á, đắp chăn. Nhưng mà Trang thì không dám. Trang là mặc những cái áo thoáng mát như vậy nè, để cho nó hạ sốt, nó hạ nhiệt đi. Rồi kèm theo là Trang phải dán cái những cái miếng dán này nè, dán lên trán á, để cho nó hút đi những cái hơi nhiệt sốt á, cho nó mát á cả nhà, nó làm dịu cơ thể mình lại á, để mình giảm bớt đau nhức đầu. Rồi kèm theo nữa Trang phải uống là Trang uống nước biển. Cái này là cái dạng giống như nước biển vậy đó cả nhà, nước biển nước vậy đó. Thì uống cái này vô làm cho cơ thể mình nó mát nè, mà lại nó tăng cái sức đề kháng lên, nó làm cho cơ thể mình nó khỏe nữa. Thường xuyên Trang phải, những lúc mà Trang bị cảm cũng vậy nữa, Trang cũng hay mua cái này Trang uống lắm. Bây giờ mình đang bị Covid như vậy, mình uống nó lại càng tốt nữa đó cả nhà. Thì lúc nào Trang cũng uống hết trơn á. Kèm theo những cái kẹo ngậm. Thì ở đây là những cái kẹo ngậm con gái Trang nó mua, nó mang qua cho Trang để ngậm để cho đỡ đỡ bị đau cổ họng nè. Đây là kẹo ngậm bạc hà, là nó ghi cái chữ là nodal, thì nó làm cho mình đỡ đau cổ họng, viêm cổ họng rồi đó cả nhà, đỡ đau, nó có vị bạc hà. Còn đây là cái viên C, viên vị chanh C á, thì mình ngậm cái này, nó cũng loại này, nó cũng là cái dạng cũng đau cổ họng luôn, nhưng mà cái dạng nhẹ thôi, nhưng mà nó có chất C nhiều, nó làm cho mình có chất đề kháng. Một bịch này nữa là cái dạng kẹo, mà kẹo mật ong á cả nhà, mật ong chanh á, mình ngậm á, thì mật ong chanh nè, rồi với lại gừng, làm cho mình trong người mình á tốt với cả nhà. Nói chung là những cái loại kẹo này á là nói về viêm họng và đau cổ họng á, thì mình bị đang bị nhiễm như vậy nè, cái cổ họng mình nó đau á, mình rất là khó chịu luôn, mình cần nên phải có những cái loại kẹo này để mình ngậm ngậm thường để cho nó đỡ cả nhà. Tính ra là Trang bị ngày nay là ngày thứ hai á, nếu mà Trang phát hiện ra Trang bị bệnh á, mô con làm gì lên xuống hoài vậy, lên ăn nè, nè mẹ cho con nè, lên đi, hey, giỏi giỏi quá, chờ nguội đi để ăn con. Trang phát hiện bị bệnh á, hôm nay nữa là ngày thứ hai cả nhà, nhưng mà ngày đầu tiên của Trang á, thì Trang sốt lên 37 độ mấy thôi, đến nửa đêm rồi đến tới sáng á, là bắt đầu nó sẽ cao dần lên từ từ. Thì bây giờ hiện tại là 38 độ. Nhưng mà cơ thể của Trang gì Trang có thuốc Trang uống đó cả nhà. Có thuốc này uống đó. Nên thì Trang thấy là nó không có bị đau nhức trong người nữa. Nó không có bị mỏi mà nó đau nhức cơ thể người nữa. Mà Trang chỉ có thấy là bây giờ giống như mình bị sốt đó, thì mình hơi ớn ớn lạnh. Mỗi buổi sáng đó, thì Trang kèm theo Trang uống viên. Cái một viên này. Viên này là viên thuốc. Cái này là giống như là thực phẩm chức năng, mà là nó là tăng lực cái nha. Sáng sớm mình uống cái viên này vô nữa, nó tăng lực, nó rất là khỏe. Sao vậy con, sao vậy? Ừ, lên đi. Nay con sao vậy? Kèm theo cái cây đo nhiệt độ, cứ mỗi cách mỗi 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ Trang phải đo nhiệt độ cơ thể. Vì đo nhiệt độ cơ thể
trong một ngày đó là bệnh viện ở bên đây nó sẽ điện thoại đến cho mình để nó kiểm tra sức khỏe của mình, nhiệt độ mình như thế nào. Sở y tế nó quan tâm đến mình á, tại vì mình cách ly tại nhà cả nhà, cứ 2 tiếng đồng hồ là Trang phải đo nhiệt độ một lần để sở y tế nó điện thoại xuống, thì mình báo là cơ thể mình hiện tại bây giờ là bao nhiêu độ, rồi sức khỏe của mình bây giờ như thế nào để nó biết, nếu như mà mình cách ly tại nhà cả nhà. Còn nếu mà mình cảm thấy mà mình khó thở hoặc là như thế nào đó thì mình yêu cầu xe nó đến, nó đưa mình đi đến bệnh viện để mình cách ly á, thì nó sẽ đưa xe đến để nó chở mình đi cách ly. Nhưng mà tại vì sức khỏe của Trang, Trang thấy là Trang dễ thở nè, không có vấn đề gì hết. Rồi nhiệt độ thì nói chung là ngày đầu tiên thì 37 độ mấy, rồi ngày thứ hai thì 38 độ, nhưng dần dần bây giờ nó không có lên nữa. Nhiệt độ nó không lên nữa mà Trang không có bị nhức đầu. Rồi ho thì không có đến đổi là ho nhiều mà là nó chỉ có khàn khàn, và cái giọng của nói của Trang nó khàn khàn với lại bên trong nó hơi đau thôi á cả nhà. Thật ra thì chích ngừa, mình có chích ngừa rồi thì nó đỡ, chứ chích ngừa vẫn bị nhiễm như thường á cả nhà ơi. Trang đã chích mùa mũi thứ 3 rồi đó, nhưng mà Trang vẫn bị nhiễm. Lên đây đi, mẹ Trang nè, chân nho nè. Rồi bữa nay mẹ bệnh mà sao con sao vậy? Trong nhà Trang thì con trai đang bị trước nè, rồi kế đến là tới Trang. Thì bây giờ ông xã Trang cũng bị luôn, nhưng mà chắc là ảnh bị nhẹ, anh không có sốt gì hết trơn, ảnh chỉ có ho một vài tiếng vậy đó. Rồi ảnh nói là cơ thể hơi hơi mệt mệt, giống như là người bị cảm thôi, chứ sốt thì không có sốt cao. Cả nhà ơi, Trang mời cả nhà dùng cam với Trang nha. Cam nè, rồi táo, rồi lại nho. Tại vì mình đang bị bệnh như vậy á, mình ăn những cái loại mà trái cây đồ mà nó có chất chua, có vitamin á, thì rất là tốt cho sức khỏe nè cả nhà. Cam ngọt lắm cả nhà ơi. Con gái Trang mua cái cam này ngon ghê luôn á. Trong vòng 2 tuần lễ là Trang bị cách ly ở nhà, không được đi ra khỏi cửa nhà luôn á cả nhà. Thật sự ra thì cái bệnh Covid này á, nếu mà mình biết cách á thì Trang nghĩ là cũng không đến đổi nào. Với lại hơn nữa mình đã có tiêm ngừa rồi ở cả nhà thì nó cũng đỡ hơn. Lúc ban đầu thì Trang thấy rất là vất vả cho mọi người, lúc mà những người mà bị bệnh á, rồi gia đình á, có người bị nhiễm, bị chết rồi cả nhà. Trang thấy đó hả, thật là thương luôn á. Nhưng mà bây giờ, hiện tại bây giờ thì có chích ngừa rồi thì mọi người nếu có bị nhiễm cũng ít, cũng nhẹ đỡ đi á. Phần nào như vậy cũng đã mừng ha cả nhà ha. Trang rất là kỹ, đi tới đâu cũng mang theo chai cồn và là giấy khăn giấy cồn để lau tay hết. Đeo khẩu trang rất là cẩn thận. Nhưng mà vì con trai đi học á, con trai mình đi học ở trong trường rồi ngồi ăn chung với các bạn đồ đó, rồi lây nhiễm mình cũng đâu có biết được lúc nào đâu. Cho nên mình có kỹ cách mấy giờ xui nó cũng bị cả nhà ha. Đây là dạng giống như nước biển nha cả nhà, uống vô cơ thể mình nó mát lắm, uống tốt lắm. Thôi thì video của Trang chia sẻ đến đây xin kết thúc. Trang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video clip của Trang. Trang mến chúc cho cả nhà mình luôn luôn thật nhiều sức khỏe và bình an, an vui trong cuộc sống mỗi ngày. Trang xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà.